chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 6 giờ ngày thứ hai, 24 tháng 4 của TV Tuần San, tvtsonline.com.au. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Cuối tuần qua, những người biểu tình liên quan đến vụ tranh chấp tại xã Đồng Tâm, Hà Nội đã thả 20 quan chức cuối cùng mà họ giữ trong gần một tuần sau cuộc nói chuyện với lãnh đạo thành phố. Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công hạt nhân Úc trong trường hợp chính phủ Úc mù quáng chạy theo chính sách của Mỹ về Bình Nhưỡng. Ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã giành chiến thắng trong vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp, trở thành hai ứng cử viên đối đầu nhau trong vòng cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, Reuters đưa tin, hôm thứ Bảy tuần qua, những người biểu tình liên quan đến vụ tranh chấp đất gần thủ đô Hà Nội đã thả 20 quan chức cuối cùng mà họ giữ trong gần một tuần. Trước đó, những người dân xã Đồng Tâm cách thủ đô Hà Nội 40 km đã giữ 38 quan chức, trong đó có cảnh sát, sau khi 4 người dân bị bắt giữ do biểu tình trong vụ tranh chấp đất đai ngày càng leo thang. 15 quan chức sau đó đã được thả, 3 người tự trốn thoát, trong khi chính quyền cũng thả 4 người biểu tình. Người dân xã này nói rằng họ không nhận được khoản bồi thường thích đáng khi chính quyền lấy đất ở của họ để sử dụng cho một dự án viễn thông. Việc thả 20 quan chức cuối cùng diễn ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến xã Đồng Tâm nói chuyện với người dân và nghe những khiếu nại. Ông Chung cho biết thành phố sẽ bắt đầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng về mức bồi thường và hứa sẽ trả lời trong vòng 45 ngày. Trong một tuyên bố hồi thứ Sáu tuần qua, đại diện chính phủ Việt Nam cho biết 4 quan chức cấp cao liên quan đến sự cố Formosa đã bị kỷ luật. Ban Bí thư đã kỷ luật cảnh báo ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cách chức 2 cựu Thứ trưởng và Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự. Tuyên bố không đề cập việc kỷ luật sẽ có hiệu lực vào thời gian nào. Sự cố Formosa xảy ra khoảng cách đây một năm tại một nhà máy thép của tập đoàn Đài Loan Formosa. Một sự cố thải các hóa chất xuống biển đã gây ô nhiễm hơn 200 km dọc bờ biển Việt Nam. Những người bị kỷ luật lần này nằm trong số 11 quan chức chính phủ và địa phương đã bị nêu tên hồi tháng 2, 11 tháng sau khi xảy ra vụ việc. Formosa hồi tháng 6 năm ngoái đã đồng ý một khoản bồi thường trị giá 5 triệu đô la Mỹ. Và tiếp theo là một số tin tức nước Úc. ABC News dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa tin, nước này sẽ tấn công hạt nhân Úc trong trường hợp chính phủ Úc chạy theo chính sách của Mỹ về Bình Nhưỡng. Tuyên bố này được cho là phản ứng của Triều Tiên trước phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cho rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Úc. Đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, nếu Úc tiếp tục khăng khăng đi theo Mỹ, cô lập và đàn áp Bắc Triều Tiên, đó sẽ là một hành động tự sát, lao đầu vào khu vực tấn công hạt nhân của các lực lượng chiến lược Triều Tiên. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở lại căng thẳng từ đầu năm ngoái, khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và sau đó phóng tên lửa đạn đạo với vệ tinh nhân tạo. Trong vòng một năm, Bình Nhưỡng đã thực hiện khoảng 20 vụ thử tên lửa. Một cậu bé 12 tuổi trong khi cố lái xe từ New South Wales đến Perth đã bị cảnh sát bắt tại Broken Hill. Cậu bé có vẻ đã lái được hơn 1.000 km, bắt đầu từ bờ biển phía đông. Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết, qua kiểm tra cho thấy, người lái xe là một cậu bé 12 tuổi, đi từ Kendall, New South Wales, trên đường tới Perth. Việc bắt giữ này diễn ra vào ngày thứ hai trong chương trình Operation Go Slow, nhằm vào những người uống rượu khi lái xe, những người lái xe sử dụng điện thoại di động, hay những người vượt quá tốc độ. Hơn 88 người đã bị phạt do vừa lái xe vừa uống rượu, giảm so với con số 213 người vào thời điểm này hồi năm ngoái. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã phản hồi cảnh báo của Úc về khả năng xảy ra khủng bố trong dịp ngày Anzac bằng cách củng cố thêm lực lượng an ninh. Theo đó, số lượng sĩ quan và cảnh sát tại khu vực Gallipoli có thể sẽ tăng gấp đôi. Thổ Nhĩ Kỳ đã được cảnh cáo về các cuộc tấn công từ cả hai nhóm, gồm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Cực đoan IS và một nhóm người Đức giải rác. Những thành phố lớn được coi là những mục tiêu được chú ý nhất. Hiện có rất nhiều cảnh sát ở khu vực này, tuy nhiên với nhiều nhà hàng và quán ăn trên các khu phố, những kẻ có ý đồ tấn công cũng khó bị phát hiện. Ngày Anzac được Úc và New Zealand tổ chức vào ngày 25 tháng 4 hàng năm để tưởng nhớ những thành viên của quân đội hai nước này đổ bộ vào Gallipoli của Thổ Nhĩ Kỳ trong Thế chiến thứ nhất. Đây cũng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Úc.
Và cuối cùng là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã giành chiến thắng trong vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, trở thành hai ứng viên đối đầu nhau trong vòng cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Ứng cử viên độc lập có chủ trương ôn hòa Macron giành được 23,8% số phiếu. Còn bà Le Pen, người lãnh đạo Đảng Mặt trận Dân tộc giành 21,7% số phiếu. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp hiện đại, cả hai đảng lớn là Cộng hòa và Xã hội đều bị loại khỏi vòng 1. Từ chối hai đảng chính, chứng tỏ người dân Pháp đang rất bất mãn với tình trạng hiện nay. Nền kinh tế y ạch trong nhiều năm với tỷ lệ 1/4 người trẻ tuổi thất nghiệp. Bà Le Pen là người muốn đưa nước Pháp ra khỏi khu vực Eurozone và chặn đứng dòng người nhập cư. Trong khi đó, ông Macron là một người ủng hộ toàn cầu hóa. Hai ứng cử viên có 2 tuần để cho các cử tri thấy rằng mình mới là người chuẩn bị tốt nhất cho vị trí tổng thống. Hãng tin Yonhap Hàn Quốc đưa tin, Bắc Triều Tiên vừa bắt giữ một công dân Mỹ gốc Hàn. Đây là công dân Mỹ thứ 3 đang bị bắt giữ ở Triều Tiên. Theo hãng tin trên, người bị bắt giữ họ Kim ngoài 50 tuổi, nguyên là giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Yonbian. Người này đã tới Triều Tiên khoảng 1 tháng qua để thảo luận các hoạt động cứu trợ. Tuy nhiên, ông Kim bất ngờ bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khi chuẩn bị lên máy bay hôm 21 tháng 4 với lý do chưa được công bố. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt vụ công dân Mỹ bị bắt giữ tại Triều Tiên. Hiện hai công dân Mỹ là sinh viên Đại học Otto Warmbier và mục sư Mỹ gốc Hàn Kim Dong-chun cũng đang bị Triều Tiên giam giữ với cáo buộc chống phá nhà nước Triều Tiên. Một cuộc đấu súng giữa các băng đảng ma túy tại bang Michoacán, miền trung Mexico đã khiến 9 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 22 tháng 4 theo giờ địa phương, tại một khu phố gần với bang Guerrero, điểm nóng tranh chấp giữa các băng đảng khét tiếng nhằm kiểm soát tuyến đường buôn bán và vận chuyển ma túy. Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, các vụ đụng độ giữa các băng đảng nhóm tội phạm tại Michoacán đã khiến 338 người thiệt mạng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2016 ghi nhận gần 1.300 người chết trong các vụ đấu súng giữa tội phạm tại bang này. Từ tháng 1 năm 2014, chính phủ liên bang đã phải tăng cường cảnh sát quân sự tại Michoacán nhằm kiểm soát tình hình an ninh khi bang này đứng bên bờ của một cuộc nội chiến giữa các băng đảng tội phạm và các nhóm tự vệ vũ trang địa phương. Giáo hoàng Francis đã kêu gọi chính phủ các nước cho người di cư và người tị nạn ra khỏi các trung tâm, bởi cho rằng nhiều trong số này đã trở thành các trại tập trung thời Đức Quốc xã. Giáo hoàng tuyên bố như trên khi tham dự cuộc họp về vấn đề di dân và người tị nạn tại một thánh đường ở Rome. Ngài cảm ơn những nước đã tiếp nhận người tị nạn và nói rằng sự cam kết quốc tế trong lĩnh vực di dân và người tị nạn quan trọng hơn cả vấn đề về nhân quyền. Đức Giáo hoàng không đề cập thêm chi tiết, nhưng có hàm ý liên quan đến những thỏa thuận chặn dòng người nhập cư giữa Liên minh châu Âu và Libya, cũng như giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo hoàng cũng kêu gọi người dân vùng phía Bắc Italia, nơi phản đối nhận người nhập cư, có thể chấp nhận thêm nhiều người nhập cư hơn nữa. Đức Giáo hoàng cũng cho biết, với việc Italia là một trong số những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới, nếu họ đóng cửa đối với người nhập cư, đây có thể được coi là tự sát. Bản tin ngày hôm nay của TV Tuần San cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.